Sắp xong chưa? Hỏng rồi. Mày đùa bố mày à? Và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình là Hùng Béo. Và rất xin lỗi bạn vì đã khá là lâu rồi mình không ra kịp một video nào. Thì nếu như anh em có hay xem stream mình cũng như là hay xem story của mình thì đều biết rằng là mình mới đây mới sắm một cái bộ VR phiên bản mới. Mình xin giới thiệu anh em cái bộ VR mình mới mua, đó là Oculus Rift S. Đấy, không phải DK2, DK3 nhé, mà S. Đây là một bộ mình đánh giá khá ngon, bởi vì vài ngày rồi mình cũng đã test thử và mình đã stream thử. Thì tiện thể anh em nào xem stream mình có thể ghé thăm vào cái fanpage của mình sẽ để lên bên dưới. Đấy, quan trọng hơn là cái mục đích mình mua cái bộ VR mới về này để bởi mình thấy được khá là nhiều game VR hay ấy. Thì mình cũng muốn chơi thử cho bạn xem, bởi vì ở Việt Nam có vẻ như cái VR này cái content nó khá là ít, và mình muốn anh em xem thêm nhiều các cái game của VR nữa. Thì hôm nay thì để mở đầu cho cái series VR mới năm 2020, mình sẽ mang đến cho bạn một tựa game khá là hot ở trên cái store của Oculus, đó chính là nó là một series game luôn, nó bao gồm có mấy tập ấy. Thì bây giờ mình đang chơi cái tập đầu tiên của tựa game mang tên là Vader Immortal. Mình mới xem demo thử, mình không biết cốt truyện là gì, nhưng mà hình như là game này nó cũng phụ đề. Mình tìm ở setting không thấy có phụ đề các kiểu gì hết, audio video các kiểu không thấy ấy. Đấy, mấy cái vớ vẩn này. Thì có một cái điều rất là hay của game này, đó là các bạn có thể vừa đứng chơi hoặc các bạn có thể chuyển sang chế độ ngồi, nghĩa là ngồi ở ghế chơi. Nhưng mà mình khá là béo, mình muốn giảm cân nên là mình nghĩ là mình sẽ đứng để chơi luôn. Bây giờ chúng ta đang ở cái màn hình của game thì mình sẽ vào game luôn nhá. Cái này nó là cái mục, hình như là nó là mục luyện tập thì phải. Thì chúng ta sẽ vào game nhá. Oh shit. Trong thời gian gần đây thì cái phim Star Wars, nó cái phim phần mới như là phần gọi là phần cuối cùng của cái saga từ 2015 nó kết thúc rồi. Thì tiện thể mình vừa đi xem phim về, mình đang thích thì mình chơi luôn game này. Bây giờ nó bảo là mình đang bị đuổi bởi bọn quân nào đó, mình sẽ phải nhảy ánh sáng. Jump, light jump đâu ấy? Mình phải làm à? All right, hyperdrive controls are active. Make the jump to lights. Được chưa? What? Anh em cảm tưởng cái Star Wars thường là nó sẽ có một anh hùng và một người trợ giúp. Như ở phim Marvel MCU ấy, là thường là sẽ có một anh hùng và một người hỗ trợ là da đen. Một cái nội dung khá là racist của MCU đúng không? Thế bây giờ chúng ta ở cái Star Wars cũng vậy, mình cảm thấy vậy, là thường là anh hùng là sẽ có thêm một người hỗ trợ là robot. Đây nó hướng dẫn chúng ta có thể xoay người. À rồi rồi, cái này thì dễ. Bây giờ mình nó bảo mình có thể thư giãn được rồi, bởi vì đang nhảy ánh sáng mà chắc là chưa đến. Mình sẽ cố gắng mình đứng một chỗ mình chơi đấy, bởi vì là bây giờ cái kính nó che hết mặt mình rồi, mình không thấy bên ngoài và phòng mình nó cũng khá là nhỏ. Mình luôn lấy cái tường này để làm cái chỗ để mình nhận ra là mình đang ở thế giới thật ấy. Nó sẽ bắt mình phải scan cái tàu. Scan đâu mày? À xoay à? À, tôi xoay theo kim đồng hồ nãy giờ mà sao nó xoay ngược. Bây giờ xoay ngược lại luôn à? Bây giờ mới theo chiều kim đồng hồ à? Hay sao? À, bấm vào đây. Backup lại cái dữ liệu của cái con tàu này. Chuyển sang chế độ phòng thủ đúng không?
Rồi bây giờ scan lại. Well, the deflector shields are totally offline. One more hit and we would have been toast. Cái tàu chúng ta bây giờ đang hỏng mà cái khiên nó hỏng rồi. Nếu mà bị bắn phát nữa là vỡ tàu luôn. Bây giờ thì mình có thể làm gì được? Nó có vấn đề. Wow. Có ai có một cái gì đấy nó kéo mình lại, nó không cho mình nhảy ánh sáng nữa. Ui, tàu bọn ấy, Impero, fuck, chết mẹ rồi, nghe có mùi không ổn. Ui, holy shit. Không biết em giờ xem trên màn hình thấy nào nhưng mình về mình thấy rất là sợ. Tàu to cái đấy. Ui. Your ship immediately. This is Z-O-E-3. Z-O-E-3. Zoe to my friends. There must be some mistake. Admiral, the Windfall is a humble salvage vessel. Chết mẹ. Ui. Nhìn hoành tráng vãi. My bad, Admiral. Slaving our ship's guidance to your imperial control now. Ah, scrag. Giờ sao? Didn't do anything that bad. Ờ, mình có làm gì đâu. Nói chung là tôi thấy có mùi không ổn ở trong ạ. That looks like Mustafar. Mustafar's a mining planet. Why are the Imperials taking us there? Bây giờ bọn này nó điều khiển tàu của mình, nó lôi mình đến một chỗ nào? Bọn Imperial ấy thật là mất dạy. Đấy. Ui. Cái chỗ này nhìn giống, rất là giống cái chỗ mà Anakin trở thành Darth Vader các bạn ạ. Cái chỗ mà bị thầy chặt hai tay hai chân luôn. Giống quá ấy. Nó không cho mình nhìn quá, nó không cho đi quá giới hạn anh em ạ. Ôi xong rồi. Yeah, me too, me too. Ui. Có vẻ không ổn rồi. Ui, nó đưa mình về cái bản doanh trại của nó. À, mấy thằng Stormtrooper. Chết mẹ rồi. We do no harm. Bọn em không có vũ khí anh ơi. Giờ sao? I'm getting the feeling they're onto us. I'll hide the credit chips. You wipe the ship's nav log. Chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Đéo đi được các bạn ơi. I'm officially worried, Captain. Tôi cũng lo. Chết rồi. Just a moment. Sorry, we're fuck. Hi. Don't move, scum. Ok. Em sẽ không di chuyển anh ạ. Ui. Anh cứ bình tĩnh. Considerable inconvenience, smuggler. Smugglers? Who said we were smugglers? Bọn tôi có phải. Take them both to the holding cells. Ôi nó bắt mình các bạn ạ. Ôi con robot chết rồi. Ôi. Ôi tôi ngất rồi, tôi sẽ giả vờ tôi ngất. Tôi đứng đây một lúc. Nhiều diễn sâu các bạn. Chẳng lẽ bây giờ nó bắn mình ngất thì mình cứ đứng đần ra đấy à? Ui mày tiêm, mày đích tiêm cái gì vào mặt tao ấy? Bỏ ra, tránh á. You're awake. Good. Mày đã dậy rồi. My name is Admiral Carius. Carius. Darth Vader, Lord of this monolith, will give you a task at which you will undoubtedly fail.
Darth Vader sẽ cho mình một nhiệm vụ. Và đừng làm Vader tức giận. Hợp tác thì tao sẽ cho mày cái chết rất là nhân từ. You are not the first candidate to fall under his scrutiny, and you will likely not be the last. Ooh, shit! Hello. Chào bác. Chào ông. Ui, sợ vãi. You may wonder why I have brought you here. Em không biết vì sao anh mang em đến đây. You are required to perform one simple task. Một nhiệm vụ đơn giản à? Là gì anh? Open this configuration and I will spare your life. Mở cái cục này ra. Em cầm được không? Cục này dùng như nào anh? Ủa. By the core. Ủa. Anh cần cái này đúng không? Đặt về đầu đừng sợ quá các bạn ạ. This is the one I've been searching for. Voice ID. Đại ca tìm cái đấy làm gì đấy? I will send for you shortly. Sợ vãi các bạn ạ. Ma. Mình không nghĩ là Đặt về đầu nếu mà gặp trực diện là đáng sợ thế này. What's up? Ơ! Mày vẫn sống rồi! Con này vẫn sống rồi! Sao? Chú muốn gì? Bloodline? What are you talking about? Also, please introduce yourself. Giới thiệu đây! Mày này! Lore master of my cavern clan. Uh-huh. And why should we trust you? Thằng này nó là trưởng tộc. Mày muốn thoát ra khỏi đây không? Có. Bây giờ Vader đã tìm thấy mày. À, đang tìm một loại sức mạnh mới à? Countless lives are in danger, including your own. You must escape. Mình phải thoát ra khỏi đây các bạn ạ. Cái loại sức mạnh này nó gây chết người. Ồ, cái gì ấy? Ui, gươm ánh sáng à? Gươm ánh sáng à? Ờ. Cái gì đây? Cái này cái gì? You need to insert the hydro spanner into that access port. Ừ, không được rồi. Mình sẽ phải đứng về đây. Ở này hấp dẫn hơn. Có được đâu? Không được. À. Ua. You've got the face plate open. See if you can remove it. Chết mẹ súng rồi. À đây. Nó không mất được anh ạ. Còn cái gì nữa? À, giờ làm gì anh ơi? That's it. Now plug in the door breaker. Plug in the door breaker. Door breaker ở đâu? Đúng không? Đảo ngược lại quá trình. Wow, you did it, Captain. Thanks, Violet, was it? I was technically not listening. Chịu, em chả biết tên nó luôn. Má cái này nó lấy đúng chiều cao của mình luôn á. Thật là một sự sỉ nhục. Mình đứng thấp hơn tất cả những cái sinh vật ở đây. Mẹ, cần phải thế không?
Admiral Cable Carries. Ôi, nó phách giọng được. Con này đỉnh. Admiral Cable Carries. Voice ID, Admiral Cable Carries. Vậy mà được luôn. This way, hurry. Mình đi này đỡ phải di chuyển nhiều. This lift will take us to the hangar and your ship, but we need to override the security. Chết mẹ cái này nhau. Ah, good. À. Good, good, good. Cho em đi, cho em đi với. We better move before any more guards arrive. Oh. Mình luôn phải dùng cái tường này để làm cái cái kiểu gọi là điểm nhấn để mình biết là mình đang đứng đúng hướng hay không. Chứ mình sợ mình kiểu đập vào tường này, đập vào màn hình, đập vào cả mặt cái thằng đang quay nữa. Đưa đây, đưa đây. Đưa đây. This will be swarming with troopers in seconds. Chuyện đó nó biết rồi. Bây giờ khóa hết chỗ này lại. Shit. Giờ sao? Phải tìm cái nhà mục sư ở dưới. Phải tìm một người, người đã biết cái lối thoát ở dưới lòng đất. Ôi chết, ông mày hy sinh à? Thôi đưa khẩu súng ấy, đằng ông chả chết. Đưa súng ấy. Ê, hình như bảo đi xuống mà sao mình đi lên? Vẫn phải đi lên. Gì ấy? Chết rồi. Giờ sao? Tìm lối thoát. Ok, ok. Let me. Thôi. À. À, ngon. Ok. Oh my god. Lên rồi. Hơi phí không ạ? Hey, looks like we could climb up here. Word of advice. Best not to look down. Sợ quá. Má, leo tiếp. Right, from here on out, can we just stick to places that don't require climbing, please? Shut up. Được chưa? Giờ sao? À, yeah, yeah. Con này con dọn nhà, không sợ. Oh, I hate those things. Nó là con dọn nhà đâu mà. Tự nhiên ghét nó, tội nghiệp nó.
What? Ah, according to the nav room, we can get out through those shutters. Này như kiểu cái đền ấy, cái đền mà lúc em kia nói rồi. Có thể kích hoạt được mở cái cửa, ok. Cover làm gì có cái gì cover không ui. Bây giờ phải làm gì anh em? Không bấm đâu. Wow. Yes. Mình không ngờ được lấy thanh kiếm sớm thế. Bây giờ dùng nhà nhỉ? Ra đây mày. Gì ngon mày, ra đây. Hấp dẫn đấy. Cầm theo kiểu Luke Skywalker. Sao? Tiếp không? À, vẫn tiếp. Ua, ua, ua. Sao? Sợ chưa? Rồi mày, con này trâu vậy. Sắp xong chưa? Hỏng rồi. Mày đùa bố mày à? Lợn này. Rồi. Chuyện. Anh cái gì anh chả làm được. Muốn kiếm một cái vớ vẩn. À hộ cửa đây à? Ui, mẹ sợ ai. Yikes. That's a really long drop. Tôi hơi sợ độ cao. Okay. Well, there's a ventilation shaft just above us, which means we have to go even higher. So, great news for me. Really? Oh, 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 oh! Sao mà nhìn này mà bảo đẹp. Nhìn hủy diệt vãi mà bảo đẹp. Đúng là bọn robot. Chả biết cái chó ấy. Phải có cách để mở à. À đây rồi. Yeah.
nghe tiếng thở phát biết là của ai. Này, nhìn xem có ai không mày. Quả trứng này, quả trứng cuối cùng. Quả này chắc là để mở cái sức mạnh gì đây. Quả này quả cuối cùng. Ấy, chờ tôi với. Tôi đang đâu ạ? Tôi sợ quá. Tôi sợ của tôi bị mất phương hướng, lệch lạc. Má sợ quá. Ui, cái này vượt qua cả cái chết à? Ông Vader ơi, ông tham vọng ấy. Ui, nhìn cục đá kìa các bạn. Hãy để ta đi. Để ta một mình. Ui, không biết có bị phát hiện không các bạn nhỉ? Này, mày nhìn bên kia đi, nhỡ có lính thì sao? Ghê vãi. Mẹ đang nhòm, mẹ nhìn trộm, có thằng nào nó vỗ vai cho tao ngất mẹ luôn quá. Mày không ra để tao ra vậy. Đéo cho ra các bạn ạ. Wow. Padme. Ủa, hôm nay ông lục lại quá khứ anh em ạ. Kinh quá. Robot nó biết nói chuyện vậy các bạn. Ở đâu? Cái tường rồi. Xuống dưới sẽ có người. Ấy, priest. Đúng, gặp một cái bà nào đấy, bà sẽ giúp mình. Cavern, priestess, totem. Is there priestess totem of this plan that doesn't end up with us being dead? Cho tôi nghỉ tí, tôi đang đậu ơi. Whatever happens. It's been a good run. Được. Không sao. Tôi đã được cầm kiếm gươm ánh sáng rồi, tôi không có gì để đáng tiếc nữa. Chết được. Cái chỗ này như kiểu ngọn núi ở đúng rồi. Nó một ngọn núi to luôn. Mình đang ở bên trong, nghĩa coi như là gần của gần dưới luôn. À đây đây, lối ra đây. Giờ sao? Không đi được. Không đi vào đây được. Ê, mày định bỏ tao à? Ok. Ghê nó lại dễ. Nào, bắn thoải mái mày. Bắn từ từ thôi, bắn mỗi thằng viết thôi. Ai cũng có phần. À! Ra đây.
mẹ thằng anh nhục vãi. Đây. Ui chết mẹ. Ush. Nào ra đây. Cái đồ chim ngắn. Ui. Đẹp nhờ. Chả biết anh em xem ở trên thấy nhào chứ còn tôi thấy bị đẹp luôn, game chất lượng vãi. Cần có thêm những game chất lượng như này. Đây à, chỗ này à? Mình sẽ vào đây. Welcoming committee. I hope this priestess shows up. Bây giờ sẽ vào gặp cái bà kia, cái bà mà cái ông kia nhắc đến. Ơ. Rồi đi đâu? Oh yeah. Hey, the totem's glowing. Cái gì? Cái gì nó đang sáng? Cái totem nó đang sáng. By the original lights. Ah, Piers Vega has finally found his candidate. Mình là một trong những kế hoạch của Vader à? Bà có phải là cái nhà tu đấy không? Nhà tu nữ đấy không? Chúng ta không có nhiều thời gian. Okay, what the fuck? Once our world Mustafa was green. À, cái này kể lại lịch sử. Lady Kovacs abided here with her husband Sadowin. Hai vợ chồng. Living in peace with my people. Sống hòa bình với người của cái hội này. Was our most sacred object. Its energy nourished our planet. Wow. One day our world was attacked. Một ngày nào đó cái thế giới bị tấn công. Ui. Shit. Lady Kovacs' husband fell in battle. Quánh nhau ấy. She stole the bright star. Believing it would restore her husband to life. Bà này ăn cắp một cái vì sao với hy vọng là sẽ cứu sống được chồng bà ấy. Và cuối cùng là sai lầm. It reduced our world to the wasteland you see now. The bright star is hidden beneath us, somewhere within Lady Kovacs' sanctum. Vader has the only key. Vader mới chỉ có chìa khóa thôi. Yeah, cái sức mạnh này nó dạng như kiểu là bất tử ấy. Thế với ông Vader ông mới có chìa khóa thôi. Còn chưa biết chỗ nào để mở, chắc là vậy. Ông ấy tham vọng phết nhở.
our best chance is to follow and take it from him. In our hands. Mình sẽ phải đi lấy cái ngôi sao ấy lại. Nghe có vẻ hơi. Retrieve the bright star. Lấy ngôi sao sáng. Đúng rồi. No, destiny has bound us together now. And our future is in your hands. What the fuck, cái gì cũng tương lai ở các bạn. Chó lên con chó ấy, tôi biết gì đâu, tôi là thằng cướp ăn trộm rồi mà. Con robot này nói chuyện vui phết. Giờ sao? Oh shit, mình nghe tiếng thở. Oh my shit. You know what I seek. Take the artifact key. Open the sanctum lock now. Làm nhào sếp. Đặt vào đây. Em có biết gì đâu. It's a trap. Protect the prisoner. Mình được bảo vệ anh em ạ. Chết. Bảo vệ cũng đéo có gì. Đại ca Vader cần hết này. Được anh ơi. Mình sợ đánh vào mặt thằng quay không các bạn ơi. Vẩy vào mặt nó. May quá có đại ca giúp đỡ. Sao? Anh em thấy chơi VR nguy hiểm chưa? Đây là một công việc rất nguy hiểm. May cái điều khiển này nó bền. Đồng đê. Đấy. I will not be denied. Đại ca rất thuyết phục bởi kỹ năng của mình. I sense a latent force ability within you. Follow me and I will instruct you in its ways. Hãy đi theo ta, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi. Ui. Mình thành người xấu à? You will need the force if you are to survive the path ahead.
Hy vọng đại ca Vader nhận mình làm đệ tử. Ui. Ui, hết rồi à? Ô má. Hay vãi. Ui. Đấy, như mình nói anh em từ đầu video là đây là một cái dạng chuỗi series các cái tập nó gộp lại với nhau. Thế chúng ta mới chơi đến tập đầu tiên của tựa game Vader Immortal. Đấy, chúng ta có thể gọi là Vader bất tử. Đấy, bởi vì trong cái quá trình đi tìm cái sức mạnh bất tử của ông ý là không bao giờ chết. Đấy, nhưng mà ai xem video sẽ biết là ông này có vẻ như không đạt được cái mong muốn. Thì không biết là cái câu chuyện phía trước nó sẽ như nào, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ quay trở lại với cái tập tiếp theo, cái episode thứ 2. Thì nếu như anh em thích cái series Vader Immortal cũng như là cái series chơi thực tế ảo nói chung thì quên cho mình một cái comment phía dưới cho mình biết là thích series này và muốn tập tiếp theo. Ngoài ra cho mình một cái like và nhớ sub cho kênh của mình nhá. Cảm ơn bạn, hẹn gặp lại. Thì chẳng biết các bạn ra hôm mình là hôm vừa.